Em có vài món hàng muốn giới thiệu với anh em nữa nha anh em. Đó, thì anh em mua hàng thì vui lòng nhắn tin vào số điện thoại em để bên dưới màn hình ha. Đó. Ở đây em có vài, còn vài cái thùng nữa nè. Anh em cần thùng thì liên hệ cho em. Đó, hôm nay em có thùng nè, thùng nhựa xếp nè, xếp lại rất là gọn luôn. Ha. Đó, lưỡi cưa nè, liềm nè. Đó, rồi cảo nè. Rồi mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông nè. Đó, em bán gồm bán mớ hết luôn nha anh em. Đế mũi khoan nè. Đó, rồi hút thổi, đồ hơi, mấy món đồ hơi như vát cạnh nè, chọt rỉ, sắt thép nè, đây an toàn nè. Đó, rồi kéo cắt tôn nè, đuôi chuột nè, đuôi chuột này giá quá tốt luôn nha anh em. 100 ngàn một cây. Đó, tuốt dây điện đa năng nè. Đó, một số món ha. Rồi mấy món đặc biệt như cái này là camera hồng ngoại nè, không phải camera nó mà là kính soi hồng ngoại nè ha. Này chạy pin nha anh em. Còn này là mài xúc bắp xài hơi nè, của ông Đức. Thụy Điển chứ. Đó, có hai cái thùng của ông Đức, cái đồ đựng cảo. Đó, về số món linh tinh thôi, với vài ba cây kiềm giá rẻ cho anh em về xài. Đó, thì anh em nào cần món nào thì liên hệ cho em ha. Bây giờ em đi vào chi tiết nha. Rồi thùng thì hôm nay em tiếp tục em bán thùng nha anh em. Mấy cái thùng nhựa này là xếp lại được ha. Đó, xếp lại được. Rất là gọn luôn, nặng chỉ có 2 kg thôi. À, nhựa dẻo, Made in Japan đàng hoàng nha anh em. Đây nó có chữ Made in Japan nè. Anh em thấy không? Made in Japan ha. Rồi cái thông số của nó là cái kích thước của nó, tí nữa em sẽ nói cho anh em sao ha. Cái thùng này là Mitsuba Made in Japan, cái chữ đóng chìm nè. Anh em có thể thấy rõ không? Đó, nhựa này nhựa dẻo nha anh em. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp ha. Đó. Xếp lên này ha. Còn muốn đóng lại anh em phải bóp cái này nè, đóng lại. Đó, còn nếu không để về anh em đóng lại không được ha, phải bóp cái này nè. Bóp này đóng lại. Đó, đóng hai bên lại. Đó thì mới được ha. Đó thì bán 140 một cái, chuyển khoản em không bao ship. Ship code cũng không bao ship luôn. Đó thì phí ship thì anh em chịu cho em ha, tại vì cái này đó hàng nặng, nó nặng 2 kg. Đó thì bán 140 một cái chưa bao gồm phí ship nha. Anh em nào mua thì nên cân nhắc ha, mình tại vì em ở Sài Gòn. Anh em nào ở xa thì nên cân nhắc. Đó, xếp lại rất là gọn luôn ha. Anh em có một số cái lưỡi cắt nha anh em. Đó, lưỡi cắt này là cắt cỏ, cắt gỗ, cắt linh tinh luôn, nó lẫn lộn tùm lum à. Đó thì bây giờ em sẽ cho anh em coi từng cái ha. Thì em bán hết cái đống này khoảng 10 kg là bán 900 ngàn, chuyển khoản qua ship nha anh em. Đó thì đây có một cái lưỡi nè, nó ghi là 101 nè, dành cho mấy cắt gỗ nè. Đó, mấy cắt gỗ nè ha. Đó, cái lưỡi này còn đẹp nè. Đó, cái lưỡi này cũng dành cho mấy cắt gỗ luôn nè. Đó thì em nói sơ sơ qua cho anh em coi cho dễ thôi. Cái này chắc gắn mấy cắt cỏ anh em ơi. Đó. Đường kính của nó là khoảng 25 cm nè, nó sơ sơ thôi ha. Thì bán lô thì nó chỉ vậy thôi. Đây cái răng nó vẫn còn vài cái răng nè. Đó, đây chắc cắt cỏ nữa nè. Đó, 25 cm nè, đường kính 25. Cái này là một số cái lưỡi cắt cỏ nè. Cái này cái đĩa gì không biết luôn. Đĩa gì lạ quá, của Rayway nè. Cái này chắc cắt cỏ nữa nè. Đó thì em sơ cho anh em coi ha. Thì em bán hết nguyên đống vậy là 900 ngàn. Cái đĩa này cùi quá anh em. Rồi cái đĩa này cũng Hitachi nè, cái răng này còn được nè anh em. 190 x 1.6 nè, nhân 20. 190 là cái lưỡi đó, đường kính 190 nè, thấy không. Đó, 1.6 là cái bề dày nó 1.6. Đó thì em nói vậy thôi. Cái này chắc cắt gỗ nữa nè. Thì một cái có thể răng mẻ, một cái có thể răng còn ok anh em. Thì nó cũng tùy cái. À, cái này đường kính 160 nè. À, cái này cắt gỗ gì nè, cắt gỗ 160 nè. 160, 165 á anh em. Này 165 nha anh em, cắt gỗ 165 ha. Nó về cho anh em xào chẻ, cái này gắn mấy cắt cỏ nè. Cái này là cắt gỗ nè. Cắt gỗ 165 nữa nè. Đó thì em bán hết nguyên đóng vậy đó, 900 ngàn anh em xem được thì mua ha. Cắt gỗ nữa nè, cắt gỗ 165 nữa nè. Đây, gỗ 165 nữa nè. Thấy không, 165 hơi nhiều ha. Rồi cái này là 185 nè. Rồi cái lưỡi này bự quá, 25. 165. Đó, 165 nữa nè. Cắt gỗ đa số nhiều, 165 nữa nè. Cái này cắt cỏ nè anh em, lưỡi cắt cỏ nè. Đó, lưỡi cắt cỏ 255 nha. Số lưỡi cắt cỏ nữa nè. Thì em bán hết nguyên đống anh em.
không bán lẻ, anh em thông cảm ha. Nó thanh lý nguyên đóng luôn cho nhanh. Anh em mua về bán lại hay là xào chẻ vậy đó tùy. Đó. Thêm mấy cái lưỡi nhỏ nhỏ nữa nè. Đó, lưỡi này cắt gỗ gắn cắt đĩa cầm tay nè. Cái này nếu mà không bán được chắc em để mấy cái lưỡi cắt gỗ nhỏ nhỏ gì để múc có hàng công cụ về gắn vô mấy cái máy cắt cầm tay á để bán cho anh em cho nó dễ. Rồi, lọt cái lưỡi cắt gạch trong này. Rồi cái lưỡi này lưỡi cuối cùng. Lưỡi này là lưỡi 30 cm. Đó, thì bán nguyên đóng này là 10 kg nè. À 10 kg rưỡi tính 10 kg đi. Là 900 ngàn, chuyển khoản qua ship nha anh em. Rồi anh em có một số cái liềm. À thì em bán hết nguyên đóng này là 130 ngàn chuyển khoản qua ship ha. Có cái xấu, có cái đẹp, có cái tùm lum, cái ngắn, cái dài đủ thứ. Thì em bán đây là 10 cái. Đây, 3 cái nè. À. 4 cái nè. 5 cái nè, mấy cái liềm này Nhật của nó để anh em cắt mấy cái bầu cây á, rọc cái bầu cây á. 6 cái nè. Đó, 7 cái nè, có cái này 66 nè. 8 cái nè. À. Anh em xem được thì mình mua ha. 9 cái nè. 10 cái nè, cái này liềm Nhật cho anh em, có cái xấu, có cái đẹp, có cái xài rồi. Đó, thì em bán hết nguyên cái đống về là 120 ngàn, 10 cái, chuyển khoản bao ship ha. Rồi đây là một cây cảo siêu to khổng lồ nha anh em. Cây này là 300mm ha, 300mm, đây anh em có thể thấy nè. Chiều dài của cái ti nó là 300mm, là 30cm đây nè. Thấy khủng khiếp không? Ha, 30cm nè, rất là rộng luôn nè. Rồi cái vai của nó là khoảng 25 nè. Đó em đo khoảng sơ vậy ha. Cây này của AH GB300. Đó. AH GB300, cây này em bán 2,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 03 ha, 2,5 triệu. Cây này nặng khoảng mười mấy ký á. Đó, mười mấy ký. Còn rất là đẹp luôn, nói chung cây này đẹp như mới luôn, chưa xài luôn. Nó chỉ hơi dính xét xét dơ dơ xíu thôi. Về vệ sinh rất là đẹp luôn. Nó cây ti còn rất là đẹp luôn nè. Cái chống tâm còn cực kỳ đẹp luôn. Anh em có thể xem cái chống tâm của nó nè. Nó còn rất là đẹp luôn, nhọn quắc luôn. Đó, cây này chưa xài luôn anh em ha, mà người ta dục trong ngoài bãi á cho nên nó hơi xấu xấu thôi. Đó, chứ thật ra cây này chưa xài luôn. Nó hai chấu còn rất là đẹp luôn. Ốc zin đầy đủ luôn ha. Cái này 2,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Rồi số 4, số 4 là một cái cuộn thước cuộn. Đó, cây này dài 50m nha anh em, của KDS. Đó, cái mã của nó là đúp NR-653. Đó, cái này là 50m ha. Thì cái thước này nó bằng lá thép. Đó, bán 150 ngàn nha nè. 50m ha. Đó, chữ số cũng còn nhìn được nè, anh em có thể xem nè. Đó, chứ không phải là nó tróc hay gì ha. Mà nó hơi xấu xấu thôi. Nè, anh em có thể nhìn đây nè. Hơi xấu tí xíu. Đó. Quay còn ok nha nè. Quay ra quay vô còn ngon lành ha. Cũng KDS Japan. Đó, thì cái này 50m nó bán 150 ngàn. Chuyển khoản bao ship nha nè. Có tay cầm nè ha. Đó. Cái này tay quay để anh em quay vô nè, tay quay còn nguyên nè. Bán 150 ngàn ha, chuyển khoản qua ship, mã số 04. Rồi 05 là một cái ổ cắm điện chống nước của Italy Beconet. Đây anh em có thể thấy chữ Beconet nè. 2B ha. 16A. Đó, 220 208. IP67, chống nước IP67 nha nè, made in Italy. Đây anh em thấy nè. Đó thì em bán một bộ như vậy là 300 ngàn, chuyển khoản vào ship ha. Đó, một bộ nó chống nước vậy nè, nó có cái nắp này. Cái này thì anh em có thể lắp trong cái máy, dụ như cái máy phát điện hay là gì đó ha, anh em có thể kéo ra ngoài trời hay là ở đâu đó thì anh em lắp cái này vô. Nó có 4 ốc nè, 4 cái lỗ vít nè, anh em cắm vô đó, anh em để lên cái máy anh em bắn vô đó, xong cái này anh em để gì à, không xài thì anh em dặn cái nắp lại. Cái nắp nó có cái ron nè, cái ron chống nước nè. Đó, cái này là điện 1 pha 3 giây nha anh em, 1 pha 3 giây ha, 1 pha 3 lỗ nè, cộng dây mát nè, dây nóng dây nguội nè, dây nóng dây nguội hai dây trên, dây mát nằm dưới. Cái này cũng vậy luôn. Đó, cái này cũng là Beconet luôn, made in Italy luôn, y chang vậy đó, không khác gì hết. Đó, cái ron cao su chống nước nè. À, khi mà gài vô là nó chắc chắn luôn. Ở đây nó có cái máu nha anh em, cái máu ha, gài dưới đây. Thì em bữa về em bán về được mấy bộ em bán gần hết rồi. Cái này anh em đâm sâu vô nha, đâm chặt vô. Đó, ha. À. Rồi đây có cái gài nè, anh em siết lại cái. Đó, rất là chắc chắn luôn, nước không có vô đây được ha. Đó, nó chuẩn thiết kế chống nước. Cái này anh em về tháo ra anh em đấu dây điện vô đây nha. Ở đây có cái đuôi chuột sẵn luôn nè.
Đó, cái này cũng có cái đuôi chuột chống nước luôn nè. À, thì cái này bán 300.000, chuyển khoản qua ship Italy nha anh em, 05 á, còn có một cái này thôi. Rồi 06. 06 là một cái ổ cắm nối dây điện ha. À, cái này em bán 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Nó bằng nhựa ha. Đó, nó bằng nhựa. Ổ cắm dây điện. Đó, thì cái này anh em có thể đây, cái này nó hơi cứng nha anh em, rút ra hơi khó. Đó. Nó chặt lắm nha. À, đó, cái thì cái điện này một pha 3 dây. Dây mát, dây lửa với lại cái dây chống giật. Đó, à, dây lửa, dây nguội, dây mát á, gọi vậy đó. Rồi cái này là nó ghi là IP44 nha anh em, chống nước IP44 ha, chuẩn chống nước IP44. Đó, 250V nè. Đó, cái này thì được 32A nha anh em, 32A ha. Đó, gắn vô, anh em gài vô thì anh em đâm sát cho mạnh vô nè. Đó, cho chặt vô ha. Đó, gắn cho sát vô tới khi nào mà cái nắp này á nó có cái máu nè, nó chồng lên đây á, nó là được ha. Rồi cái bộ này em bán 200.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, mã số 06 ha. Rồi em bán nguyên cái đống này là mấy cái mũi khoan của Nhật đó, dành cho anh em nào khoan bê tông ha, có mấy cái chui gài bê tông nè anh em coi ha. Đó, đó, mấy cái này là khoan bê tông mà nhỏ mini. Đó, một số cái chui gài em lựa ra anh cầm cho anh em coi thử. Còn mấy cái kia là chui kẹp tròn. Đó, mấy cái này chui gài nè. Đó, chui gài nè. À. Rồi có mấy cái mini nha anh em, mấy cái mini khoảng 4-5 ly gì đó, dành cho anh em nào khoan tắc kê mini. Rồi cái này nó dài nè. Cái này chui kẹp nè, nó dài khoảng 30cm nè. Anh thấy không? Dài ghê không? 30cm nè. Cái này dài khoảng 25 nè. Đó, một cây dài 25, cây dài 30, rất là dài luôn ha. Đó, thì em bán hết nguyên cái mớ về là 400.000, chuyển khoản bao ship nha nè. 400.000 ha, chuyển khoản bao ship một cái mớ mũi khoan bê tông. Đây là mấy cái mũi khoan nhỏ mà không có chui kẹp đó, anh em chỉ kẹp chui kẹp tròn đó, mũi khoan nhỏ nè ha. Cho nên là đóng tắc kê vô tường là ok. Đó, mấy cái này mũi khoan lớn đậu còn ok nha anh em, không lành nha anh em. Đó, thì bán hết nguyên đống này là 400.000, chuyển khoản qua ship ha, nguyên mới và 400.000. Rồi em bán nguyên cái đống này là 550 nha anh em, mấy cái mũi khoan gỗ ha. Đó, mấy mũi khoan gỗ thì có một số mũi này là khoảng mười mấy cái á, cái này không biết để xài gì nữa mà nó ghi là 48, là chắc cái này là 48 ly á. Đó, cái này là 48 ly nè, quét lỗ tròn 48 ly ha. Thì để đo coi cái đường kính của cái này là nó bao nhiêu ly. Nó khoảng 15 ly nha anh em. Cái đường kính của cái trụ mà lấy tâm này khoảng 15 ly ha. Thì anh em khoan một cái lỗ 15 ly, anh em đút cái này vô. Rồi anh em dùng cái này nè. Anh em khoan là nó sẽ móc cho anh em ra cái lỗ 48. Ha, cái lỗ nhỏ 15 thì móc ra cái lỗ 48. Ở đây ghi 48 nè. Đó, đây ghi số 48 nè. Anh em thấy không? Số 48 nè. Đó, cái này chui lục giác. Anh em dành cho anh em là kẹp gỗ. Đó, thì đa số cái này là 48 hết luôn á. Rồi nguyên cái lô này là 48 hết luôn nha anh em. Đó, 48 ly hết luôn. Nó có khoảng mười mấy cái, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 cái nha anh em. 18 cái này ha. Với lại em bán kèm luôn nguyên cái mớ này luôn là 550.000, chuyển khoản bao ship. Đó, thì mấy cái mũi khoan gỗ nè. Khoan gỗ này là anh em không cần dùng đi lực để mà ép vô ha. Tại vì nó có cái mũi vít ở đầu nè ha. Khi mà anh em càng khoan thì nó càng rút, tự rút vô cho nên nó rất là nhẹ tay. Đó. Nè, mũi này còn mũi lớn nè, mũi này 24 ly nè. Còn cái mũi này là cái mũi không biết mấy ly nữa. Cái này không thấy số nha anh em. Đó, nè, cái mũi này cũng lớn lắm nè, mà không biết mấy ly nè, chắc cũng khoảng 24 25 ly gì đó. Một số mũi nhỏ nhỏ. Đó, thì bán nguyên cái đống vậy nè. Nguyên cái đống vậy là 550.000 ha, chuyển khoản qua ship nha. Rồi 09 là một cái đai an toàn có hai cái móc, ha, có cái túi luôn. Đó, có hai cái móc, có cái túi luôn. Có túi, có đinh, còn đinh trong này luôn nè nha anh em. Đó, cái bộ này khác cái bộ hôm bữa em bán nha. Đó, cái túi này còn đinh trong này luôn nè. Đó, thì có hai cái móc còn rất là đẹp ha. Đó, có hai cái móc còn sáng bóng luôn nè, anh thấy không? Một cái móc là dây thần ha. Còn cái móc này là cái móc rút. Đó, rút, anh em bấm cái nút này là rút vô nè. Thấy không? Còn kéo ra là kéo thoải mái ha. Bấm cái là rút vô nè. Đó, rút rất gọn luôn. Có hai cái móc nha anh em. Cái đai
một cái đai, hai cái móc với cái túi đựng đinh, anh em có thể đeo bên hông để đựng đồ ha. Đó thì em bán về là 450.000, chuyển khoản bao ship nha anh em, mã số 09 ha, 450.000 chuyển khoản bao ship, rất là nặng luôn nha anh em. Số 10 là một cây thước thủy bằng nhôm. Đó, cái này của Marvel nha anh em. ML600S, nghĩa là nó dài 60 cm, đây có thể anh em thêm xem cái tem nè. Đó ha, ML600S Minoru Kogo của Marvel. Thì cái bọt thủy nó còn nè, ở giữa nó còn nè, anh em thấy không? Đó. Ha, bọt đuôi cũng còn luôn nè. Đó, còn ok còn lành, không có bể, không có gì hết nha anh em, không có mờ, không có gì hết ha. Đó, còn thấy rõ ràng ha. Cái này không có 500 nha anh em. Cái này là thước thủy bình thường thôi, của thợ mộc thôi. Không có 500. Thì dài 60 cm. Đó. Mấy cạnh vẫn còn đẹp nè. Thì cái này bán 250.000, mã số 10 ha, chuyển khoản bao ship. Rồi 11 là một cái đồ giắt chanh, em bán 150.000. Chuyển khoản bao ship nha anh em. KMK, ở đây có ghi KMK nè. KMK, cái này bằng inox ha, inox toàn bộ luôn. Cái này về anh em rửa là mới xài được nha anh em, tại vì hàng bãi về nó còn nguyên á, nó dơ cơ. Ha, thì nên sẽ bỏ cái chanh vô đây, cái mình bóp lại. Đó, thì ví dụ như anh em nào làm quán nước mà một ngày dắt mấy trăm trái chanh ấy, ha, thì cái tay nào mà chịu cho nổi cái axit của trái chanh. Đó, cho nên là người ta phải để ra cái này ha, bỏ trái chanh vô đây, anh em úp cái nửa trái chanh vô đây nè, cái mình bóp lại, úp nửa trái chanh bóp lại cái mình dục. Bỏ trái chanh vô bóp dục, bỏ vô bóp dục, đó, rất là nhanh gọn luôn. Ha, cái này bán 150 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, một cái dụng cụ dắt chanh ha. Rồi số 12 là một cái mỏ hàng siêu to khổng lồ luôn. Cái này em bán 250.000 thôi nha anh em. Điện zin 100V, made in Japan. Đó, cái này là siêu to khổng lồ luôn, rất là nặng luôn nè. Đó, có công tắc ha, công tắc on off ở đây. Đó, 250.000 là bán là phá giá thị trường luôn á nè. Sondorin nè anh em thấy không? Đó, made in Japan ha. Cây này là công suất cực cao 300W. Đó, cái mũi nó rất là bự luôn, nguyên khúc động dài từ đây tới đây luôn nè. Đó, bán 250.000 thôi, chuyển khoản bao ship nha anh em, mã số 12 ha. Rồi số 13. Số 13 em có một bộ vác mép ha, cái con màu vàng là vác mép thẳng, còn màu cam là vác mép cung tròn. Đó thì anh em nào cần con này thì nhắn tin cho em ha. Đó, em bán cả bộ hoặc là bán lẻ, nếu mà anh em mua hai con thì có giá tốt, còn nếu anh em mua lẻ em vẫn bán lẻ bình thường. Đó, mã số 13 ha. Bây giờ anh em mời anh em xem cái clip minh họa nha anh em. Anh em thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Bên này là cạnh chưa vác nè, bên này là cạnh vác rồi nè, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. À. Rồi số 14 em bán nguyên cái mớ kèm này 120.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Đó, gồm có một cây kèm cắt sắt mini nè, nhưng mà cái này đã bị mẻ rồi anh em thấy không, nó cấn cái lưỡi nó rồi ha. Đó, mẻ rồi, giờ anh em coi mình cắt sắt dày hay là gì đó mà mình xài. Đó, một cây. Rồi một cây nữa cắt sắt nhưng mà nó hơi xấu nha anh em, ngoại hình nó hơi xấu ha. Đó, ngoại hình cắt sắt cộng lực luôn, ngoại hình xấu, em bóp thì cái miệng nó không có khít lắm nha anh em, nó còn cái đường sáng nè, thì cái lưỡi nó không sức mẻ gì hết. Nó cây này còn đẹp nè, thì em bán luôn tất cả về là 120.000, một cái kèm hình con cá. Đó, kèm hình con cá, răng cỏ còn tạm được nha anh em, ngoại hình hơi xấu ha. Đó, với là một cái kèm ổ quạ mini, cây này chắc dài khoảng 15 cm thôi. Đó, thì em bán luôn 4 cây này là 120.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Rồi số 15 là một cái đế cắm mũi khoan. Đó, à, bằng gan đúc, rất là đẹp luôn ha, nó mạ một cái lớp chrome bên ngoài nữa cho nên nhìn nó sáng bóng ha. Nhưng mà cái này là gan đúc TKS Tray Rail Stand, nghĩa là cắm mũi khoan thẳng. Đó, à,
Thì cái này á, nó cắm được từ mũi 6.6 cho tới mũi 13. Đây nó ghi là 6.6, 6.7, 6.8. Một cái bước của nó là 0.1 á, mỗi mũi cách nhau 0.1. Đó, 6.8 cho tới 13. Đó, đây là 12.8, 12.9 nè, tới 13 nè, mỗi cái nó cách nhau 0.1. Rất là đều, rất là đẹp luôn nha anh em. Không có sức mẻ, không có gì hết ha. Không có gãy mũi, kẹt mũi vào trong này hết. Đó, nó còn nguyên về luôn nè. À, thì cái này em bán 1.500.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 15 ha. Em bán 1.500.000. Chuyển khoản bao ship để cân thử coi nặng bao nhiêu ký. Rồi nặng 4 ký nha anh em. Nặng 4 ký ha, bán 1.500.000, chuyển khoản bao ship, mã số 15. Rồi số 16. Số 16 là một con nhám hơi rung xoay. Đó, con này cũng cầm bắt. À, cơm bắc made in Japan đàng hoàng nha anh em. Đây, nó có chữ made in Japan rõ ràng đây nè. Anh thấy không? Made in Japan ha. Đó, bên này là có chữ cơm bắc nè, của hãng cơm bắc nè. Đó, cơm bắc tool ha. Cái này xài hơi nha anh em, xài hơi, xài khí nén. Đó, thì anh em sẽ cắm hơi cho anh em coi. Ở đây nó có điều tóc nè, nút điều tóc anh em có thể xem nè. Ha. Chỉnh mạnh nhẹ ra đây, khi mà cái nút này trùng với cái màu đỏ này là mạnh nhất. Đó, thì vừa rung vừa xoay luôn. Đó, cái đĩa này là cái nhám dán nè, anh em có thể mua cái nhám dán này bất kỳ chỗ nào cũng có bán hết á. Con này còn chạy ngon lành, không vấn đề hết nha anh em. Để cắm hơi cho anh em coi thử nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó. Đó. Nè, nó vừa rung vừa xoay nè. Dành cho anh em đánh bát đánh bóng gì đó ha. Đó, thì con này bán 700.000 thôi. Đó, chỉ bằng cái giá của hàng Trung Quốc thôi ha, hàng Nhật chất lượng rất là ok. Thì bán này là chỉ bằng giá của hàng Trung Quốc thôi, 700.000 chuyển khoản bao ship. Nên nó cần thì liên hệ cho em. Rồi một con cây xịt thổi. Đó, xịt hút thổi. Đó, cây này nó hút đầu này, nó thổi ra đuôi nha anh em. Cây này của Fuji nè, cái mã AC200, cái này nếu mà anh em nào có theo dõi thì em bán cây này hoài ha. 650.000, Fuji AC200, cái thân bằng nhôm nha anh em. Đó, nó hút rất là mạnh luôn á. Đó. Đó, ở bên này em quay phim, bên này cái máy hơi nó xài cái máy hơi nhỏ. Thì nếu mà anh em nào máy hơi bự, bình hơi lớn á thì xài cái này là ok luôn ha. Bóp nó hút thổi. Thì anh em nào hút phôi gỗ, phôi sắt, mạt sắt ha, mạt sắt máy khoan, máy phay rồi á thì cái này hút là ok. Anh em chỉ cần nói cái ống dài ra vậy nè. Mình xiết cổ dê vào đây ha, mua cái ống mà ống ruột gà của máy giặt á, ống thoát nước máy giặt á, chụp vô đây ha, rồi nó hút vô tư luôn. Đó, à, cái này thì anh em mua cái ống nước anh em nói vô đây là nó dài ra là hút ngon lành luôn. Đó, cái này hút còn ok lắm nha anh em, không vấn đề, không có xì, không có gì hết nè, 650.000. Rồi số 18 mà là cái chọt rỉ khí nén của ZGCL mã là GAS-24. Đó, thì cây này xài ok, ngon lành, không vấn đề hết, em đã test ngon lành là nha anh em. Đó, nó xài mấy cái đũa chọt nè, nó có thể nhấp nhô vậy nè. Đó, nó chọt mấy cái khe góc hẹp hoặc là đánh sỉ hàng là ok ha. Đó, cây này ok, không vấn đề gì hết. Sẵn đuôi nối hơi cho anh em về cắm vô là xài luôn. Cò nó bóp nè. Đó, cò bóp nè. Thì cây này giá mới là khoảng 8 triệu nha anh em. Giá mới khoảng 8 triệu, hàng bãi người ta xài rồi, chất lượng vẫn còn rất là ngon. Tại vì xài rất là bền, nó không bao giờ nó hư được hết á. Cây này thì em bán 1.500.000, chuyển khoản vào ship ha. Rồi số 19 em bán hai cây này là 120.000 nha anh em, gồm có một cây cưa lá hẹ nè. Lưỡi cũng rất là bén luôn, còn bám vân tay luôn nè. Đó. Cái lưỡi nó dài 20 cm nha anh em. Rồi đi một cây cưa gấp nè, cái lưỡi cũng 20 cm luôn. Đó, cây này còn tem ok nè. Răng còn bám nè. Nói chung bán cặp này 120.000 là quá rẻ luôn. Đó, chuyển khoản vào ship nha anh em. Anh em là làm bonsai mua cặp này về xài là ok nè, 120.000 mã số 19, chuyển khoản vào ship ha. 20 em bán một cái hộp tôi dít như vậy là 100.000, chuyển khoản bao ship nha anh em. Cái này có tem nhưng mà nó bị bay mất tiêu rồi. Đây mở ra cho anh em coi nè, nó có cái cán nè. Thì anh em xài cái mũi dít nào anh em sẽ gắn cái mũi dít đó vô. Đó ha, xài mũi dít nào gắn mũi dít đó vô. Đây cái bộ này nó ghi là cái mã là EKM nè. EKM02-10124. Đó, của hãng EKM. Thì em bán về là 100.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship. Bộ này còn mới chưa xài luôn á. Còn đẹp. Đây, zoom gần lại cho anh em coi. Nè anh em thấy không? Đó, đủ luôn ha.
vừa nhỏ vừa lớn, vừa dẹp vừa ba ke là ok luôn. Cây này để nhổ đinh hay làm gì nè. Đó thì em bán về là 100.000, mã số 20, chuyển khoản qua ship nha anh em. Rồi 21 em bán một cái cây rìu này 350.000, chiều dài từ đầu tới đuôi là 36 cm. Đó, phần chiều dài phần đầu là 14 cm nha anh em. Phần lưỡi nó dài 9 cm. Đó. Còn độ dày của nó thì nó dày. Ha. À. Đó thì em bán cái cây này là 350. Thì tình trạng là em chưa có vệ sinh gì hết, chưa có thấy chữ gì hết. Đó. Rồi vẫn còn bán nè. Ha, à, bán cái này 350 nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Rồi một cái bình xịt nhớt của Made in Germany. Đây, anh em có thể xem chữ Made in Germany nó ghi ngoài sở dưới đít nè. 250ml ha. Made in W Germany, Tây Đức anh em. Đó. Cái bình này bằng thép nha anh em, còn ok ngon lành ha. Đó, cái lõi trong nó bằng đồng nè, nó có cái bi van một chiều để anh em nó hút dầu vô đây ha. Xong rồi anh em khi mà anh em bóp vậy nè. Đó, nó sẽ hút dầu vô đây, nó đẩy ra lần này. Đó, đây là bên trong của nó nè. Nè, bên trong của nó nè. Ha. 500.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, cái này của Đức ha. Thì em test bằng nước, xịt nó xịt ok ngon lành. Đó, nó phun ra cái đầu này nè. Là ok ngon lành ha. Bình không có lủng không có gì hết nha anh em. Bán cái bộ này 500.000, chỉ khoảng bao ship một cái bình xịt dầu của Đức. Rồi mã số 23, em bán 5 cây kéo này là 250.000 nha anh em. Đó, 5 cây kéo này là 250.000 ha. Thì em bán nguyên một combo luôn, tính ra có 50.000 một cây kéo cắt tôn thôi. Cái này dài 25 cm nè anh em. Lưỡi cũng còn ok nè. À, ha, chữ nội hàng nội địa Nhật, cái chữ nó khắc như là cái chữ thủ công vậy đó. Đó, cây này còn đẹp nè, chữ hai bên luôn nè. Cây này thì lưỡi cong dành cho nên là cắt mấy cái đường cong. Cây này dài khoảng 28 cm. Rồi cây này cũng lưỡi hơi cong cong luôn nè. Ha. Cây này thì dài khoảng 22 cm nha anh em. Đó, cây này cũng có chữ nè. Đó, thêm một cây này nữa. Cây này cũng có chữ luôn nha anh em. Cây này cũng có chữ luôn, lưỡi cũng còn ok nè. Cây này dài 25 cm nha nè. Đó, thêm một cây này, cây to nhất nè. Cây to nhất dài 35 cm. Rất là nặng luôn ha. Đó, chữ nằm ở đây. Đó, lưỡi còn ok nè. Tại vì anh em cắt tôn nên em xài mấy cây này là quá ngon luôn. Lưỡi thẳng nha nè, lưỡi thẳng lưỡi cong có đủ ha. 250.000 5 cây, chuyển khoản qua ship nha nè. Rồi số 24, số 24 em bán 5 cây này là 250.000 nha nè. Tính ra có 40.000 một cây à. Ủa? 1, 2, 4, 5 50.000 một cây. Đó, ha. 5, 5, 25. Thì mấy cái này là toàn là mấy cái cắt tôn không nha nè. Cắt tôn ha, chất lượng cũng còn ok nè. Lưỡi thì không sức mẻ nè. Cây nào sức mẻ em nói sức mẻ. Cây này dài 25 cm nè, nói sơ sơ cho anh em nghe ha. 25 cm. Đó, hàng thủ công của Nhật, nó có chữ đây luôn. Đó, cây này là mũi cong nè. Cây này mũi cong nha nè. Mũi cong dài 35 cm nè. Ha. Dành cho nào nó cắt mấy cái chỗ đường cong cong nè. Đó thì em bán nguyên mới vậy là 250.000 ha. Đó, cây này cũng có chữ nữa nè. Nói chung cây nào cũng có chữ hết. Cây này lưỡi cong nè, cắt tôn cong nè. Cây này còn đẹp quá nha nè. Đó, cây này cũng cắt tôn luôn nè. Thấy không? Cái lưỡi rất là chất lượng luôn. Chữ khắc thủ công luôn nè. Cây này thì nó dài khoảng 34 cm. Đó. Rồi cây cuối cùng dài khoảng 27 cm nha nè. 27 cm ha. Đó. Lưỡi cây này cái lưỡi mẻ nè. Đó, cây này lưỡi mẻ nè. Đó thì em bán 5 cây là 250.000, chuyển khoản qua ship ha, mã số 24 nha. Rồi số 25 là một cái cây đuôi chuột của MCC Japan, cây này 100.000 nha anh em. 100.000 ha. Cây này em không bao ship. Duy nhất chỉ có cây này chuyển khoản hay là ship code thì em không bao ship hết ha. Đó, mấy cái đuôi chuột này không có bao ship nha anh em. Cây này 17 19 nè, 100.000 nè. Rồi số 26 nè, 17 21 nè, của MCC luôn nè. Đó, cây này cũng 100.000 luôn. Đó, mấy cái đuôi chuột này em không bao ship nha. Cây này cũng top nè, 17 21 nè. Cây này cũng 100.000 luôn. Đó, mấy cây này là còn ok hết nè, không có cây nào bị lỗi lầm gì hết á. Xài còn ngon lành, đảo chiều nè. Ha. Rồi số 28. Số 28 này cũng bán 100.000 luôn. Con shopper nè, Made in Japan nè. Một đầu 17, một đầu 21 ha, 100.000 chị. Rồi cây số 29 này cũng 150.000 của MCC nha anh em. Riêng cái loại đuôi chuột này em sẽ không bao ship á, anh em thông cảm nha. 24 19 ha, còn rất là ok nè. Đó.
không có reset, không có gì hết á. Cái này em thoa lớp dầu để chống reset cho nó, 150.000 nha anh em. Rồi số 30 cũng 150.000 luôn, của con top luôn, Japan. Con top Japan nè, 21, 26. À, này nào xài ốc bự thì mua cái này về xài. Đó, không có vấn đề gì hết nè. 150.000 mà số 30 nè. Rồi mà số 31 là một cây siêu to khổng lồ, 27 30 ha. À, đầu này 30, đầu này 27, rất là bự luôn nha anh em. Đó, anh em nghe tiếng giòn giả không? Cây này của top ha, ngoại hình còn đẹp như mới luôn. Đó, siêu to luôn ha, cây này 350.000, cây này bự nhất đám luôn. Chuyển khoản vào ship nha anh em, mã số 31 ha. Rồi số 32. 32 là một cái đầu dặn đa năng, cây này em bán 200.000 thôi, chuyển khoản vào ship ha. Đó. Cái đầu này á là đầu 9.5 ly, đầu 3/8 nha anh em, 9.5 ly 3/8 ha. Đây nó có chữ USA nè. Đây anh có thể xem chữ USA nè. Chrome vanadium ha. USA. Đó, hai chữ USA. Là như Mỹ nó phát minh hay sao á. Đó, mấy cái đầu này nó nhúng vô được nè, thì anh em ốc thì anh em để vô là nó siết ok luôn. Ha, để em đo thử coi cái ốc lớn nhất của nó là bao nhiêu ly. 19 ly nha anh em. 19 ly ha. Đó, cái này siết tối đa tới ốc 19. Đó, thì anh em siết ốc 8, 10, 12, 13, 14 gì đó để vô đây nó cũng dính hết trơn á. Tại nó có nhiều cái lục giác nhỏ nhỏ nó nhúng được vô được nè, anh em thấy không? Nó nhúng vô được nè. Đó, cho nên là ốc nào anh em để vô là nó dính ha. Cái này em bán 200 thôi, chuyển khoản qua ship nha anh em, mã số 32. Rồi 33 em bán một cái lược ha, à, cái này là cái lược lấy dấu. Đó, em bán 400.000, chuyển khoản qua ship nha anh em. Cái này em không thấy tên tuổi gì hết ha. Đó, thường nó ghi chữ Made in Japan đây nè, nhưng mà cái này không thấy tên tuổi gì hết. Cái này là cái cử để lấy dấu. Thì nếu mà cái vật của anh em, cái góc của anh em mà cái hình tròn, cái viên dạng hình tròn hay là hình bất kỳ gì đó, ví dụ như em lấy cái này đi ha, thì anh em để vô đây. Đó, để vô đây là nó ăn theo nè, anh em thấy không? Đó, nó ăn theo cái viên dạng của cái này nè. Nè, anh em thấy không? Đó, nó copy theo cái viên dạng của cái này nè. À, thì nếu mà anh em muốn làm cái khuôn hay là làm cái gì đó thì anh em chỉ cần nhấn vô đây nè, tự động nó chạy qua. Đó, thì nó sẽ chép cái viên dạng y chang vậy luôn. Đó, để vô là khích nè, anh em thấy không? Rất là hay luôn ha. Cái này bán 400 nha nè, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 33 ha, 400.000 chuyển khoản bao ship. Còn rất là đẹp luôn. Rồi 34 em bán một cái tay khoan. À, cái tay khoan này cũng đời cổ luôn rồi, thằng cái thời mà người ta xài không có xài cái khoan điện á thì ta xài cái này. Đó, cái này nếu mà anh em nào muốn khoan vô thân cây hay là làm trong rẫy trong nương vậy đó thì anh em cái này theo. Mình khoan một cái lỗ vô cái thân cây xong mình bơm thuốc vô. Đó thì anh em không cần phải kéo dây điện hay là không cần phải mua máy pin nữa, tốn kém. Đó thì cái này dành cho anh em nào làm nhà vườn ha. Đó. Đầu kẹp còn ok, ngon lành luôn nè, không vấn đề gì hết. Đó. Ha, đó. Khoan còn trân tru, ngọt ngào êm ái nha anh em, răng còn ngon lành, không có sức mẻ hết á. Em bán 120.000 hay chuyển khoản bao ship, mã số 34 nha anh em. Rồi 35, 35 cũng là một cái khoan tay, cái này em bán 120.000 luôn, chuyển khoản bao ship luôn, cũng tương tự như cái khoan tay dưới kia thôi. Đó, thì hai cái nó đều giống nhau hết. Cũng còn quay ok, ngon lành nha anh em. Ngược xuôi ngon lành nè, không có vấn đề, không có gập bể mẻ hết á. Còn rất là đẹp. Ha, đầu siết, đầu kẹp cũng còn nhẹ nhàng êm ái nè. Cái này em bán 120 ha. Chuyển khoản bao ship. Rồi số 36, số 36 bán hai cái ống, một cây thì mẻ nhẹ, một cây thì còn nguyên ha, hai cây là 250.000, không bán lẻ nha anh em. Anh em thông cảm ha. Chuyển khoản bao ship. Một cây của MCC Japan nè, cây này cắt được ống 20 ly nè. Ha, MCC Japan, cây này thì mẻ cái lưỡi nhẹ một chỗ ở đây. Đó, anh em có thể thấy rõ ha. Đó, mẻ cái lưỡi một chỗ ở đây ha. Đó. Bóp còn ngon lành nè, không vấn đề gì hết nè. Đó, còn cây này của Super, cây này cũng lưỡi còn đẹp nè. Nó lửa còn đẹp nè, không thấy sức mẻ gì hết nè. Cây này của Super Tool Made in Japan. Cái lưỡi bên trong nó ghi chữ Made in Japan ha. Đó, bóp còn ok, còn lành. Cây này là cắt được 20 ly nha nè. Cắt được 20 ly, cây nào cũng 20 ly hết. Thì em bán cả hai cây là 250.000, chuyển khoản qua ship ha. Cây này về anh em dũa lại nhẹ cái lại xài được à. Còn cây này để cắt luôn cũng được ha, 250.000 hai cây, chuyển khoản qua ship nha anh em. Rồi số 37 em bán một cái hộp dụng cụ đa năng gồm có kìm rồi dao rọc giấy rồi đủ thứ linh tinh trên đời hết. À, cái hộp này em bán 120.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Gồm có mấy cái đầu tiếp nè, ghi một cái cán nè, à, với mấy cái mũi vít nè, con dao rọc giấy nè, đầu tiếp nè, cây kìm nè, một hai cây tua vít nhỏ để anh em sửa đồng hồ nè, cái thước cuộn nè ha. Đó thì ở đây nó ghi chữ Made in China. Đó, Made in China ghi dưới cái hộp nè. Đó thì cái này anh em xài gia đình vẫn ok nha anh em. Thì em bán số 37 này 120 ha, chuyển khoản bao ship nha.
Rồi 38 em bán cái này 400 ngàn. Ở clip trước thì cũng bán được vài cái rồi. Ở clip này giới thiệu những anh em nào mà vô sau mà chưa có coi cái clip trước á, thì coi cái clip này ha. Thì em bán một cái đe bằng đồng nặng khoảng 1 kg hơn một chút xíu, khoảng 1 kg 2 gì đó. Chưa có làm vệ sinh gì hết nè. Còn nguyên luôn, mới đúc ra chưa có vệ sinh gì hết nè. Đó, bằng đồng thau nha anh em. Về anh em có thể mài phẳng cái này được ha. Cái này nó khuôn đúc nó còn luôn nè. Đúc đầu đúc đít còn luôn nè. Anh em mài phẳng hai mặt này rồi mình vệ sinh cái là ok luôn ha, rất là đẹp. Anh em có thể để trên bàn chưng đó, hoặc là chặn giấy hay là để làm gì đó ha. Cái này em bán 400, chuyển khoản qua ship nha nè, mã số 38 nha. Rồi số 39 em bán mấy cái đầu này 120 ngàn nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Mấy cái đầu mài ha, cái này là cốt 6 ly đó, Nhật nó xài cốt 6 ly không à. Đó, mấy cái đầu mài cốt 6 ly nè, một cái này mài bự nè, cái mài thẳng nè, rồi cái này là mài nhám xếp nè, hai cái nhám xếp nè. Thì em bán hết luôn cái này là 120 ngàn, chuyển khoản qua ship, mã số 39 ha. Mã số 40 là một cây kéo tỉa hàng rào của Sabuten. Đó, cây này em bán 120 nha anh em, chuyển khoản em bao ship luôn. Đó, anh em có thể chỉnh góc được ở đây nè. Nè, chỉnh góc được nè. À, thành kéo đứng nè. Đó, cái này tỉa hàng rào là ok nè. Có chữ Japan đây nè nha anh em, có chữ Japan nè. Đó, nè, anh em thấy không? Cầm cái tay này mình cắt đứng nè. Rồi mình lật ngang nè. 45 độ nè ha. Đó, 90 độ nè. Nó có ba cái nấc ở đây. À, nó có ba cái nấc ở đây nè. Đó, cây này thì cái lưỡi ok, ngon lành nha anh em, vẫn còn rờ, vẫn còn bén ha, anh em chỉ việc về là xài thôi. Đó, ngoại hình thì nó hơi cũ cũ chút xíu. 120 ngàn nha anh em, chuyển khoản qua ship nha, mã số 40 ha. 41 là một cây sửa đá máy mài còn rất là đẹp luôn. Đó, thì máy mài anh em mà đá bị khuyết một bên hay là bị nghiêng gì đó thì mình lấy cái này mình sửa. Cái này mình sẽ để trên cái bệ tỳ của cái máy mài nè. Đó, xong mình cây này mình rào qua rào lại. Cái này nó sẽ quay, nó quay vô cái mặt đá là tự động cái mặt đá của anh em nó mòn, à, nó sẽ đều lại, anh em rào qua rào lại tí là cái đá anh em nó phẳng liền. Đó, rất là ok luôn. Còn cái này là để mình chặn cái tia lửa thôi chứ không gì hết. Chặn tia lửa với là cái bụi đá, còn nếu không thích anh em có thể tháo ra được luôn ha. À, tháo này ra được luôn nè, dặn ốc ra là tháo. Cây này còn đẹp lắm nha nè, cây này bán 400 ngàn nha, chuyển khoản qua ship nha, 400 ngàn ha, mã số 41. But this kind here, there's basically five disposal. Rồi em bán nguyên một cái mớ kèm anh em thấy trong hình là 220 ngàn ha, chuyển khoản bao ship, gồm có một cây kìm cắt nè. Đó, cây kìm cắt nè ha. Cây kìm cắt đây có cái tên gì mờ quá không thấy được. Đó, thì đo chiều dài luôn cho anh em coi cho nó rõ. Đó, chiều dài của nó là khoảng 16 cm, 17 cm nè. À, 16 cm. Đó, cây kìm cắt, cây này cũng ok nè, lưỡi không sức mẻ nè. Cái này tỷ chín dầu á ha. Rồi một cây kìm cắt nữa, cây kìm cắt này hơi xấu nha nè, xấu à, lưỡi xấu. Cái này mini thôi, cái này chỉ có 10-12 cm thôi. Rồi một cây kìm con cá à, kìm con cá này 20 cm nè. Đó, một cây kìm cắt Japan MCC, chữ Japan đây nè, đâu mất tiêu rồi nè, MCC Japan nè. Đó, kìm cắt ha. Cây này thì khép lại hình như là anh em phải nới ngóc ra nó mới khép lại được ha. Đó, một cái kìm nhổ đinh, đó, kìm cắt đinh nhổ đinh. Rồi một cái kìm cá nhỏ nữa, mini ha, cái này khoảng 15 cm thôi. Cái kìm mỏ nhọn ra còn đẹp nè. Đó, cái kìm mỏ nhọn ra còn đẹp ha. Thêm một cái kìm mỏ nhọn nữa. Đó, cái này không biết cái hãng gì, đây có cái chữ nè. Đó, răng cũng còn ok nè. Đó, thì bán hết luôn là 220 ngàn ha. Đó, thêm cây này là cây kìm mỏ bằng nè. Đó, cái mỏ bằng này không thấy chữ nghĩa gì hết. Thì em bán hết nguyên cái mớ này là 220 nha anh em, chuyển khoản bao ship á. Rồi 43, 44, 45 em có một số cây kìm đa năng, vừa cắt vừa tốt, vừa cắt tia ren luôn, dành cho anh em là điện công nghiệp, anh em lắp có tủ điện nữa ha. Thì cây này rất là đa năng luôn. Đây, em nói trước cây 43 đi. Đó, cây này có anh em bấm code nè, bấm code ở đầu nè. Zoom lại gần tí xíu ha. Bấm code ở đầu nè, cắt tia ren nè. Mấy con ốc mà nhỏ nhỏ anh em để vô, anh em bấm cái này ha, dặn vô cho anh em bấm một cái nó cắt, rồi anh em dặn ra là mình để mình xài luôn, mình khỏi cần mài lại, rất là tiện cho đó nha nè. Cái này rất là lợi hại luôn nè ha. Rồi bấm code nữa nè ha. Rồi tuốt dây nè. Đó, mấy cái lỗ dưới là tuốt dây, giờ anh em lắp tủ điện nè. Đó, tuốt dây, cây này là 150 ngàn nè, mã số 43 ha. Đó, đa năng. Cây 44 cũng vậy luôn, cũng bấm code luôn,
cũng cắt ti ren luôn, cũng tuốt dây luôn nè. Đó cũng 150.000 luôn. Cán màu xanh xanh ha, mã số 44. Rồi cây 45 cũng y chang cây 43 luôn. Cán màu vàng ha nè. Đó. À, cắt ti ren nè, bấm cót nè. Bấm cót nè. Đó, tuốt dây nè. Đó cây nào cũng còn sạch đẹp ok hết đó. 150.000 một cây nha anh, chuyển khoản bao ship ha. Anh em thích lựa cây nào thì lựa ha. 43, 44, 45. Rồi em bán cái mớ đầu bếp này là 200.000 nha anh em, chuyển khoản qua ship á, giá em ghi đây nè, 46 200.000. Đây một cây để anh em giống như là chia bánh hay gì đó ha. Đó, muỗng nè. Muỗng dài ba cái muỗng nè. Muỗng nữa nè. Đây cái muỗng này nè, inox đó, toàn bộ nha anh em. Đó cái đầu cắt móng tay nè. Cái móng tay có dũa luôn nè. Ha. Cái này để anh em mài gừng, mài tỏi vậy nè. Đó, một con dao ăn thịt bò. Một cái đồ khu bia stainless steel. Một con dao có vỏ nè. Đó, để anh em gọt trái cây nè. Ha. Rồi cái muỗng đó nè. Muỗng nè. Muỗng nữa nè. Cái muỗng nĩa lạ quá. Cái này để anh em cắt thịt nè anh em. Thịt nóng quá anh em xiên vô xong mình cắt. Ha. Đó, cái giá có lỗ nè. Đó, một con dao cắt thịt đông nè. Thịt đông lạnh á em để vô anh em cắt ha. Nguyên mới vậy em bán 200.000 thôi. Một cái muỗng để anh em đông tiêu ớt gì nè. Đó cái này đồ khui rượu nè. Cái nĩa nè ha. Cái kẹp. Anh em gấp đá là chiên đồ chiên xào gì đó. Con dao này lạ quá ha. Một cái muỗng. Đó thì nguyên mới vậy là 200.000 nha anh em. Chuyển khoản bao ship nha. Mã số 46 ha. Rồi số 47. Số 47 là một cái mũi khoét 38 ly, dài 18 cm. Cái này của thằng DDC, nó ghi DDC nè, 38 ly nè. Đó chui kẹp này, chui kẹp ba chấu nha anh em. Đó, ha, hàng nội địa Nhật. Còn rất là đẹp luôn. Cái này là anh em khoét bê tông mà ngon lành luôn nha anh em. Mấy cái đó lưỡi hợp kim còn dày luôn nè. Đó, ha, xài rất là lâu nữa nó mới mòn được. Đó. Từ gạch bê tông là chơi hết luôn ha, bê tông ha, bê tông có đá trọng á, có đá cốt thép rồi ha. Là để cái này vô nó ăn cốt thép luôn. Đó, lợi hại cho đó nha anh em. Bán 550.000, 38 ly ha, chuyển khoản bao ship. Rồi 48 là một cái đế cắm mấy cây cảo. Đó mấy cây cảo này nè. Có cái tỳ ren ở giữa anh em sẽ chọt cho đây nè. Con này của con Gido, của con Germany, của con Đức nha anh em. Đó rất là dày chắc chắn luôn ha, thép rất là dày luôn. Đó nó là vậy nè. 1 2 3 4 5, 5 cái lỗ để anh em cắm 5 cái bộ cảo lên. Đó, anh em sẽ chèn cái hình minh họa của cái hãng cho anh em coi ha. Đó nó giống vậy nè. Anh em thấy không? Cái góc trên này nè. Đó. Đó thì cắm mấy cái bộ cảo vô đây ha. Cái này bán 450.000. Chuyển khoản qua ship nha anh em. Rồi 49 là một cái hộp nhựa. Ha, cái hộp nhựa. Đó, cái hộp này nhựa này của ông Đức nè. Ghi là SWUF nè. Đựng linh kiện của ông Đức nha anh em. Đó, thì em lấy trong cái lô đồ Đức, chung lô với mấy cái cảo đồ linh tinh đó. Đó, ha, cái này hộp nhựa, ở trong nó có nhiều khay lắm. Cái này anh em có thể mở ra bằng cách này nè. Nó có hai cái chốt nè, mở ra. Kéo ra mình mở ha. Đó. Đó, ở trong nó vậy nè. Rồi để đo kích thước cho anh em coi thử nha. Kích thước lọt lòng bên trong của nó là 27 nha anh em. 27 ha. Chiều dài lọt lòng của nó là 37, đó 27 x 37. Chiều sâu của nó là khoảng 5 cm. Đó, cái khay này có thể lấy ra được. Đó, lấy ra được ha. Khay này bằng nhựa nha anh em, nhưng mà còn rất là ok, không có bể, không có sức mẻ gì hết. Đó, anh em có thể đựng ống vít hay là bất cứ cái gì trong này ha. Đây bằng nhựa, rất là ngon. Đó. Đựng thoải mái luôn. Anh em có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 khăn nha, 14 ngăn nha anh em. 14 ngăn ha. Đó. Cái này bán 600, chuyển khoản bao ship nha anh em. Một cái hộp bằng nhựa ha. Khi mà anh em đóng lại xong là mình không có sợ đổ. Tại vì nó có cái khóa gài đây nè. Mình phải kéo qua mình mới mở được. Kéo qua mới mở được ha. Đó. Xách đi, ngon lành. Đó. Thì cái này bán 600.000, mà số 49 nha anh em. Chuyển khoản bao ship ha. Rồi số 50 em có một cái hộp. Cái hộp này bằng thép nha anh em. Đó, cái hộp này bằng thép ha. Đó, cái này là đựng linh kiện của con Đức. Rồi. Của con Đức. Ở đây nó có khóa nè, anh em có thể xoay đây nè. Xoay qua đây là mình mở. Ha, đóng lại rồi, mình xoay ngược, xoay theo chiều kim đồng hồ là nó khóa lại. Đó, không có mở được ha, anh em có thể xách đi bất cứ đâu cũng được. Đó cái hộp này còn đẹp lắm nha anh em, không có rỉ sét, không có gì hết ha. Đó, nó đựng linh kiện của Germany. Em lấy trong cái lô đồ Germany ha. Đó, ở trong nè.
nó ghi mấy cái link, cái tên linh kiện nè. Đó thì đây có mấy cái khay để trong đây bằng nhựa nha nè, 1 2 3 đó, 12 khay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 cái ha. Cái này hộp này bán 600.000 nha nè. Rồi để em đo kích thước bên trong cho anh em coi cho dễ mua ha. Lọt lòng bên trong của nó là 23 cm nha anh em. Lọt lòng 23 ha. Chiều dài của nó nè. Chiều dài của nó là 32. Đó, 23 x 32. Chiều sâu của nó là khoảng chừng 5 cm. Đó, chiều sâu của một cái khăn là hay là khoảng 5 cm, có tháo được nè. Đó, còn ok ha. Anh em đựng ống vít là ngon lành luôn nha anh em. Không vấn đề gì hết. Để em nhét vô. Đó ha, đậy lại nè. Cái này bán 600 nha, chuyển khoản qua ship nha. Mã số 250 ha, 600.000 chuyển khoản qua ship. Cái này bằng thép ha, có khóa khóa lại nè. Rồi, cái bộ này em bán 3 triệu ha. Số 51 bán 3 triệu một cái bộ soi hồng ngoại của lính cứu hỏa, dùng để anh em cứu hỏa mà đi ở trong chung cư nó cúp điện á, đó thì mình soi mình biết cái phòng nào nó đang cháy. Nó có người nằm hay là ở ngoài hành lang hay là không, tại vì nhiều khi trong chung cư nó cháy cúp điện hết. Nó khói bụi mịt mù nó không thấy đường. Đó thì cái này dùng để dẫn đường ha. Hoặc là anh em có thể mua cái này về anh em soi ăn trộm cũng được. Đó tại vì nó phát ra hồng ngoại. Đó, cái này của người Talisman. Talisman. Rồi, nguyên bộ của nó thì nó chỉ có như vậy thôi ha, gồm có một cái này. Cái này là pin đóng lại nha anh em, pin em đóng lại mới ha. Thì xài cục sạc là cục sạc điện zin của nó là 240V đó. Điện gia đình của mình sạc mình cắm vô đây. Đây có cổng sạc nè, sạc cắm vô đây ha. Pin em đóng lại rồi, pin cũ của nó xài không có được đâu. Đó, cái dây đeo nè, có cái dây đeo anh em có thể đeo vô đây. Đó, móc cho anh em đeo vô cổ ha. Cái tay thì anh em vịn ở đây, giống như là cái máy quay phim vậy đó. Đó, một tay anh em cầm ở đây. Đó, anh em nhìn thì em nhìn vô đây. Rồi bây giờ em mở cái máy lên cho anh em. Đây, cái này em đang soi nhiệt cái nồi cơm. Đó, nhà em tắt đèn hết luôn ha, thì khi mà anh em soi vô bếp thì sẽ thấy cái nồi cơm nó nóng sẽ sáng lên. Đó anh em thấy không? Rồi bây giờ soi qua cái tủ lạnh nè, cái vách tủ lạnh nó có cái thanh sưởi anh em để nó tránh động nước bên hông tủ lạnh á. Đó thì mình soi vô mình cũng thấy luôn, nhưng mà mắt thường mình nhìn không thấy được ha. Đó, thì soi vô cái bên hông tủ lạnh sẽ thấy. Đó. Còn đây là cái quạt nè, cái quạt treo tường em đang quay nè. Đó anh em thấy nó nóng lại sáng lên ha. Đó, cái này cái bóng đèn nè, đó cái bóng đèn, cái bóng đèn dài nè, cái quạt nè. Rồi số 52, số 52 em có một cái thùng máy mài của Thụy Điển ha. À, đó cái này trên eBay nó bán khoảng 20 mấy triệu á, đây em bán 8,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Một cái thùng máy mài của Thụy Điển. Đó thì cái này là chuyên để mài xúc bắp, mà nếu mà anh em muốn sử dụng để mài mấy cái bình thường thì vẫn ok. Ở trong này nó có phụ kiện luôn nè, ở trong này nó còn một cái kìm Nibet nè, Germany nè. Đó, mới chưa xài luôn ha. Phụ kiện nó linh tinh luôn, chìa khóa đầy đủ hết. Đó, nói chung bộ này còn rất là đẹp nha anh em. Đá còn 10 viên luôn á. Hàng cực kỳ đẹp. Nha, phụ kiện của nó nè. Chìa khóa đầy đủ hết luôn nè, nguyên cái thùng của nó luôn ha. Đó, lục giác nè, còn đầy đủ luôn. Bộ này còn đẹp như mới nha anh em. Cái này nếu mà anh em nào muốn bán trên eBay thì mua bộ này về bán vẫn có lời. À, còn ở Việt Nam nhiều khi thị trường mà nó không có chuộng cái bộ cái hàng này á, thì có thể là hơi khó bán. Đó. Thì nếu mà bán được ra thị trường thế giới thì ok hết anh em. Đó, cái này nó kêu là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thôi chứ không gì chứ. Rồi, em nói tới cái bộ này. Cái này là mài xài hơi. Ha, cái này là cái cây xúc bắp mẫu để anh em canh trên đây nè. Cái này anh em kẹp vô máy tiện nè ha, để anh em canh cái xúc bắp mẫu nè, canh gốc nè. Đó, cái này cái xúc bắp mẫu ha. Phụ kiện còn đầy đủ nha anh em, ốc vít còn ngon lành, còn đầy đủ hết thôi, không thiếu gì hết á. Đó, cái này cái chìa khóa nào mở nè, anh em không biết là mở cái gì nữa. Thì cái này anh em nào làm chiên thì biết. Cái này còn cái ti ren luôn nè. Đó. Cái này em không biết là nó canh nó sử dụng vô cái gì ha. Ở đây nó có cái bạc đạn nó quay rất là ok. Đó. Thì bộ của nó là như vậy, anh sẽ mô tả hết luôn. Hai cái lỗ này là cắm hai cái lục giác còn nguyên zin luôn nè. Nó cắm hai cái lục giác nè. Đá còn 10 viên luôn, tính luôn cái đá trên máy mài luôn là 10 viên. Của Thụy Điển hết luôn, Sweden. Anh em có thể xem.
Sweden nè. Đó. Đá 10 viên của nó hết nè, nguyên zin nè. Đó, Street Marine nè. Street Marine nè. Đó, bộ này nói chung rất là đẹp nha anh em. Em bán 8 triệu rưỡi ha, chuyển khoản vào ship. Thì anh em có thể mua về để bán lại hay là xài gì đó, hay là sưu tầm gì đó thì tùy. Cái này xài hơi nha anh em. Thì nếu mà anh em không dùng để mài xúc bắp thì anh em có thể dùng cái này giống như là một cái máy mài trên máy tiện. Ha, à, thì tại vì cái này kẹp cho máy tiện nè. Đó. Đó, ở đây hai cái này để anh em chỉnh cho nó đồng tâm, cho nó chạy nó không có rung ha, à, rất là hay. Này viên đá viên của nó nè. Cái này xài hơi nha anh em, xài hơi. Cái này là cái đầu xả hơi của nó nè. Ha, à, đầu xả hơi, cái này là hơi vô nè. Rồi đây em cắm thử cho anh em coi ha. Thì cái máy nén của em nó hơi nhỏ cho nên nó có thể chạy nó không hết công suất. Này khóa hơi lại nè. Cắm vô nè. Đó. Mở ra nè. Đó. Chạy êm ái ngon lành đó anh em. Đó thì cái máy hơi của em nó hơi cái bình nó nhỏ lắm, có 10 lít thôi, chạy chút xíu hết hơi rồi. Đó, ha, chạy nhẹ nhàng cái máy. Còn rất là đẹp luôn anh em có xem không? À, cái này thì anh em kẹp lên máy tiện. Ở đây nó ghi là 18.000 vòng phút hay sao á, à, nó bay mất một cái chữ rồi, Street Marine Sweden Thụy Điển, áp 73, áp là 7 kg. Đó, thì anh em mài cái nào thì anh em tháo ra, nó có đầy đủ đồ nghề trong này để anh em tháo ra luôn. Đó, một cái mài mài hơi gắn trên máy tiện ha nè. Còn cực kỳ đẹp luôn, đẹp như mới luôn ha. Thì anh em nào biết xài mua bộ này về là ok. Đó, giá em công khai luôn 8 triệu rưỡi nha anh em, khoảng một ship ha. Đầy đủ phụ kiện, còn tờ giấy luôn, phụ kiện còn trong này. 8 triệu rưỡi bộ này nha anh em. Rồi 53 em có hai cái mỗi lớp răng, hai cây này em bán 230.000 nha anh em, chuyển khoản vào ship nha. Một cây dài 25 cm, MCC 250 ha, MCC 250 đó, vẫn còn ok nha anh em, còn lò xo luôn nè anh em thấy không đó. À, còn cây này là cũng 250 luôn đó, cũng 250 luôn ha. Đó thì hai cây là 230.000, chuyển khoản vào ship nha anh em. Mỗi lớp răng ha, một cây mỏ dạng thẳng, một cây mỏ dạng nghiêng, 230.000 chuyển khoản vào ship hai cây ha. Rồi số 54 em có 4 cái tập tay, 4 cái lò xo để anh em tập cơ tay nè. Đó thì cái này còn cán còn đẹp nè. Thì em bán 4 cái là 100.000. Cái này còn cán một bên thôi. Nó ở dưới nó quấn bằng keo nè. Rồi cái này nó quấn bằng keo hai cái luôn nè, nhưng mà cái cán vẫn còn nè ha. Đó, anh em bóp vẫn còn ok nè. Đó cái này bị mất một cán một bên nè. Đó thì em bán 4 cái về là 100.000 nha anh em, chuyển khoản vào ship nha. Đó 100.000 4 cái, chuyển khoản vào ship ha. Rồi số 55 em có hai cái công tắc 2.2 kW 3 ngựa nha anh em. Đó 2.2 kW 3 ngựa ha, thì em bán cái này 200 một cái, chuyển khoản vào ship nha. Của Fuji Electric nè. Đó, cái này là 3 pha ha, 3 pha, 1 pha vậy anh em xài cũng được hết. 3 pha thì anh em đấu 3 giây, còn 1 pha anh em đấu 2 giây thôi thì xài 1 pha vẫn còn ok. Đó, nút bấm nè. Ha, nút bấm. Đó. Ha, công tắc 3 ngựa nha anh em. Đó thì anh em về anh em lắp máy ha, 200.000 một cái, chuyển khoản vào ship ha. Nếu mà anh em nào lấy hai cái cuối cùng này thì 350 luôn, chuyển khoản vào ship luôn. Còn có hai cái này thôi.